một triệu chiếc Galaxy Fold. Tại hội nghị TechCrunch Bitsarab Berlin, Chủ tịch Samsung Electronics Giang Son cho biết, đã có ít nhất một triệu chiếc Galaxy Fold được bán ra trên toàn cầu. Tuy nhiên ngay sau đó, Samsung đã phủ nhận phát ngôn trên của ông Son. Theo thông báo của Samsung, người phát ngôn của hãng này có lẽ đã nhầm lẫn doanh doanh số với mục tiêu doanh số ban đầu mà công ty đặt ra. Đồng thời hãng smartphone đứng đầu thế giới nhấn mạnh rằng, doanh số smartphone màn hình gập đầu tiên chưa đạt một triệu chiếc. Theo các nhà phân tích dự đoán, Samsung sẽ bán được từ 400.000 đến 500.000 chiếc Galaxy Fold vào năm 2019, nhưng hãng này hiện vẫn chưa công bố doanh số chính xác về chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của mình.